Đã 7 giờ rồi, sao em vẫn chưa về? Tối nay em tăng ca, em ở công ty ăn cơm. Sao lại có tiếng đàn ông ở đó? Không có ai cả. Trong 10 phút nữa mà em chưa về thì sau này không cần đi làm nữa. Đi chơi. Cái này thích hợp với em hơn. Nhưng mà cái này không đẹp. Chỉ cần anh thấy đẹp là đủ rồi. Số điện thoại này là của ai? Chắc là số điện thoại của shipper giao đồ ăn. Anh sẽ làm cơm cho em. Sau này số điện thoại của những người đàn ông khác gọi đến, em không được nhận nữa. Ai bảo anh yêu em nhiều như vậy chứ? Em đang tăng ca. Tăng ca? Chả lẽ công việc quan trọng hơn anh sao? Em nghỉ việc đi. Em ngon ngõ ở bên cạnh anh, như vậy anh mới yên tâm. Sao anh lại số hết bạn và khách hàng của em? Em yêu. Ngoại trừ anh, em không cần ai khác. Cầu xin bà giúp tôi không thể chịu được sự khống chế của anh ấy nữa rồi. Được, tôi sẽ giúp cô. Cô đeo cái vòng này lên tay anh ta, ta sẽ cảm nhận được nỗi đau của cô. Nỗi đau lên tới cực hạn, anh ta sẽ trở về con người ban đầu. Em ở đâu? Em đang ở phòng vệ sinh. Anh đã nói em đi đâu cũng phải gọi cho anh mà. À, không phải em đã bấn với anh mỗi một tiếng gọi cho anh một lần sau. Bây giờ là bao lâu rồi? Em đang hộp. Từ chức đi. Dù sao, sau này cái khôn em cũng ở nhà nấu cơm giặt đồ mà. Sau này em không được ra ngoài nữa. Xin anh thả em ra ngoài đi mà. À, anh làm như vậy bởi vì yêu em thôi. Đợi anh ta tỉnh dậy sẽ tốt hơn thôi.